bông với Emme với Louis thì ăn kem. Con thích Đức hơn hay là Pháp hơn? Pháp hơn. Đó, Mai sang nhà chơi mà dành hút bụi. Thằng đi đang hút bụi thì Mai dành Mai hút bụi. Bây giờ thì nhà mình với lại nhà mình đưa nhà Mai đến thành phố Ulm để tham quan một vòng ở thành phố Ulm. Để gửi xe. Mọi người tham quan nhà thờ cổ. Nhà thờ này được xây dựng bắt đầu từ năm 1377 và xây dựng xong là năm 1524, có tháp cao nhất thế giới, tính đến ngọn tháp là 161,53 mét. Mọi người đứng lại chụp hình để làm kỷ niệm. 1, 2, 3. Hả? Was? À, ihr Nichte. Anh đi hỏi chị Bông đâu rồi kìa. Cái chuyện chị Bông đi lạc nữa. Đây là bên trong nhà thờ Ulm Münster. Mọi người đi một vòng rồi ngồi nghỉ, còn anh đi với lại anh Xin thì anh đi với lại anh Phi thì đi vòng vòng nói chuyện. Anh đi nhà mình bình thường ngồi quay video với vợ thì chẳng nói gì, cứ im lặng, nhưng mà gặp ông xã của Mai là nói quá trời, nói không ngừng, nói từ trong nhà ra ngoài ngõ. Sau hai người lấy nhau là chết đấy nhá. Bây giờ thì mọi người đi ra để đi một vòng, đi dạo ở bên ngoài, tham quan bên ngoài nhà thờ. Đây là mô hình thu nhỏ của nhà thờ, được lắp ráp bằng Lego. Bây giờ trời đẹp ha, giờ bắt đầu nắng lên. Hôm nay ở đây người ta trang trí toàn là cây chanh nè Mai. Cây chanh. Đây là nhà hàng mà mùa hè người ta để bàn ghế bên ngoài. Tới đây là mình rất thích cái cảnh này, cái cành cây. Cây này cành nó rũ xuống á, rất đẹp luôn. Và ở dưới cái dòng sông này thì rất nhiều vịt. Đó, nữ thì cứ mê chụp hình. Còn các nam thì đứng chờ. Ở đây là sông Donau. Dạ vâng. Con nhìn thấy ở dưới có chữ Donau đó. Donau. Donau Eschen. Donau Eschen. Tức là cái dòng sông này là bắt nguồn từ Donau Eschen. Mai lên tường ngồi chụp hình. Cái sông này cứ mỗi năm vào một ngày ở tháng 7, hình như là ngày thứ hai tuần thứ hai của tháng 7 là sẽ diễn ra cái lễ hội tắm sông, tức là tất cả mọi người được xuống sông này tắm.
và người ta đem thuyền tới cả nước Đức, người ta tụ vào đây mấy ngàn chiếc thuyền đó. Đông lắm, đông nghẹt. Xong rồi người ta có biểu diễn nè, xong tối thứ bảy là người ta có thả đèn. Đó, cho nên là cái tối tháng bảy, tối thứ bảy đi lên đây là kẹt cứng ở trên này. Người ta tổ chức một năm một lần là thứ bảy nè, chủ nhật nè, thứ hai, tức là thứ hai là cái ngày tắm. Đó, còn thứ bảy là cái ngày ngày thứ hai là chiều thuyền và tắm. Thứ bảy là thả đèn. Đó, thả đèn, còn chủ nhật là ngày là mọi người tiệc tùng. Đó, là tiếng Đức gọi là Schwermontag, tức là cái ngày thề của cái ngày thứ hai á. Thì nó cứ diễn ra một năm là một lần. Wow. Tháng 7 này đúng không? Tháng 7 này là cố định vào ngày hay là cố định vào ngày hay là năm, tức là cứ đúng cái hình như là cái tuần thứ hai hay là tuần thứ ba của tháng 7, tức là cứ diễn ra 3 ngày thứ bảy, chủ nhật thứ hai. Đó. Ừ. Thì tối thứ bảy là thả đèn. Đó, xong rồi chủ nhật là bắt đầu tiệc khắp nơi, là người ta khóa hết lại, không mình không có chạy xe vào thành phố này được. Và ngày thứ hai là nếu như mà con có thuyền phao á, con đem ra đây là cứ thả xuống, xong rồi bơi, xong tắm, xong bắn súng nước, rồi ném nhau. Đó, rồi nhạc, nói chung là đông vui lắm. Vâng. Wow. Ôi đi đẹp thế. Tầm này nắng đẹp, chụp ảnh rất là đẹp luôn ấy. Giờ này nắng đẹp dễ sợ. Ôi tầm này nắng đẹp, này chụp ảnh là đẹp lắm ấy. Đó, sáng trưa mình ăn thì lặn, bây giờ nắng đẹp nè. Nhưng mà nắng đẹp đi bộ mới thích. Ừ. Cái cây kia con thấy cái hoa to không? Dạ vâng. Là cây hạt dẻ ngựa. Hạt dẻ ngựa, tức là cái quả của nó, con nghĩ là có thể là nó vằn giống như là ngựa vằn hay sao, cho nên là tiếng Việt thì gọi là hạt dẻ ngựa, nhưng mà tiếng Đức thì gọi là Castanien. Castanien. Ừ. Mùa hè chắc đẹp ha. Con chụp hình ở đây chưa? Con chưa, nhưng mà thôi con chụp. Wow, đẹp đấy. Đường ở dưới này là đi xe đạp đó, con thấy cái đường mà xe đạp là cái vẽ xe đạp riêng. Dạ. Đo xem ai cao hơn. Đây là đi xuống bờ sông. Em mẹ đang hái rau tầm ma kìa. Em mẹ ơi, em mẹ thích nước Đức không? Con thích. Thích nhiều không? Thích nhiều lắm. Thế con thấy con thích Đức hơn hay là Pháp hơn? Con thích Pháp hơn. Không dùng dỗ được em mẹ đúng không? Con thích ăn cơm hay con thích ăn... Con thích ăn cơm hay thích ăn bánh mì? Con thích ăn cơm. Đó, mày nói tiếng Việt giỏi chưa? Good, yeah. Trời ấm cái là người ta đi xe đạp quá trời luôn. Bên đường bên đó là dành riêng cho xe đạp. Chỗ này người ta trồng nhiều cái cây hoa này rất đẹp luôn. Nhìn xa thì giống như cây hoa anh đào. Ôi, hoa này hoa gì đẹp quá nè. Nắng ấm lên là nhiều người ra đây picnic. Bởi vì ở đây thì ngay bờ sông, gió mát. Với lại ở đây cảnh đẹp nữa. Anh đi làm hướng dẫn viên du lịch rất nhiệt tình. À, chỗ này hoa đẹp quá ha. Ủa, hoa đẹp quá.
Andy hôm nay làm hướng dẫn viên du lịch. Mọi người sẽ ngồi đây uống nước và ăn kem. Ở đây người ta để sen đá trang trí ở trên bàn. Anh sẽ kêu bia. Bông với em với Louis thì ăn kem. Anh đi uống cà phê kem. Đáng kế. Mình uống sữa dâu. Ở đây gọi cà phê sữa đá. Cà phê đá thì không giống như là ở Việt Nam mình là cà phê xong rồi cho nước đá vào, mà ở đây gọi cà phê đá, ice cà phê, tức là người ta cho kem vào, cho kem vào cà phê. Mọi người đã ăn kem với uống nước hết rồi đó. Chắc là ngồi chút xíu nữa xong rồi lại tiếp tục đi dạo vòng vòng. Ở đây người ta trồng cái bụi tre. Bây giờ người ta trồng rất nhiều tre để trang trí. Cái chậu tre này là của một cái nhà hàng. Giờ mùa xuân thì người ta bắt đầu bày bàn ghế ra ngoài đường để khách ngồi ăn uống ở ngoài đường nè. Bây giờ thì mọi người đi trở về chỗ lấy xe xong rồi đi về nhà. Trưa hôm nay thì gió lạnh nhưng mà bây giờ nắng ấm. Mọi người đã về đến nhà, bây giờ thì nghỉ ngơi một chút rồi mấy chị em mình sẽ lại chuẩn bị bữa ăn tối. Mình cũng xin dừng video tại đây. Xin cảm ơn cả nhà đã xem video. Bye bye cả nhà và xin hẹn gặp lại video lần sau.